bạn mới chơi, đang tập chuẩn động tác cầm vợt nhưng không có ai giao bóng. Với dụng cụ hỗ trợ tập bóng bàn này, bạn chỉ việc lắp bóng vào và chỉnh đúng tầm tay đánh. Trong thời gian ngắn, động tác của bạn sẽ nhuần nhuyễn nhanh chóng. Cảm giác bóng tốt hơn, dụng cụ tăng cảm giác bóng bàn hiệu quả, thông tin sản phẩm, loại sản phẩm, dụng cụ tập luyện, chất liệu cao su, silicon, PVC, sử dụng, trong nhà, trường học, văn phòng, công viên, có thể bạn quan tâm, cách mua trang sức si đấu giá trên Yahoo Japan, Nhật Bản, 2022 giá buôn, đặc điểm, dụng cụ tập chơi bóng bàn, có cốc hút, không cần bàn, bền, sử dụng đơn giản, thiết thực, sản phẩm thể thao, kích thước, sấp xỉ 51cm, 20,08 inch, màu sắc, xanh dương, trắng, số lượng, một mô tả sản phẩm. 100% hàng mới, chất lượng cao, phần giữ bóng được làm bằng đồng có tuổi thọ lâu dài và chống va đập, thiết kế lò xo so tự động bật lại nhanh chóng và thân thiện hơn với người dùng, đế hình chữ U được thiết kế chắc chắn bền đẹp, khớp nối vạn năng dễ dàng sử dụng, gia tăng khả năng cảm nhận ma sát bóng, tiện lợi cho việc luyện tập một mình. Có thể tập luyện bất cứ lực nào, ở đâu, kỹ thuật giao bóng, kỹ thuật giao bóng cơ bản, người giao bóng nên đặt quả bóng bàn nằm trong lòng bàn tay, tay cao hơn mặt bàn, ở phía sau đường cuối của bàn bóng bàn tung quả bóng lên trên theo phương thẳng đứng cách mặt bàn ít nhất 16cm, chú ý không được để quả bóng xoáy. Phải đảm bảo bóng khi rơi xuống không được va vào cạnh bàn và tay người giao bóng. Khi bóng rơi xuống, bạn dùng vợt đánh bóng sao cho bóng rơi vào phần mặt bàn của mình, nảy qua lưới và sang mặt bàn của đối phương, kỹ thuật giao bóng lên thuận tay và trái tay. Với kỹ thuật này, bạn bắt đầu đưa vợt từ phía sau ra trước và hướng lên trên. Khi giao bóng bằng tay thuận, bạn thực hiện động tác gấp cẳng tay, vợt chỉ tiếp xúc với phần trên của quả bóng bàn. Còn khi giao bóng trái tay thì cẳng tay duỗi ra và miết cổ tay để đánh bóng. Lưu ý, bóng khi rơi xuống phải ở ngang với phần lưới, kỹ thuật giao bóng xuống thuận tay và trái tay tương tự với kỹ thuật giao bóng lên, bạn đưa vợt từ sau ra trước nhưng khác ở điểm, vợt hướng từ trên xuống, thực hiện duỗi phần cẳng tay và cổ tay, bóng tiếp xúc vợt tại vị trí dưới, giao bóng thuận tay lên ngang sang trái đưa vợt từ sau ra trước đến khi vợt chạm bóng thì chết lên trên sang trái duỗi phần càng tay và cổ tay vợt tiếp xúc với bóng hướng ngang sang trái thực hiện nhanh dứt khoát giao bóng trái tay hướng ngang xuống sang phải đưa vợt từ sau ra trước duỗi căng tay và cta hướng ngang xuống và sang phải tiếp xúc vợt chết sang phải tại giữa và dưới quả bóng bàn khi mới học bóng bàn việc thực hiện bất kỳ một động tác kỹ thuật nào một cách chậm rãi không nên đánh quá nhanh hay vội vàng mà cần thực hiện đánh đúng động tác là chính nếu việc thực hiện bóng trong bàn cảm thấy khó khăn thì ta thực hiện động tác nguội ngoài bàn sao cho nhuần nhuyễn, sau đó ta mới thực hiện động tác đó trong bàn, sau khi đã thực hiện động tác tốt trong bàn rồi thì ta cần nâng số lượng và độ chính xác điểm rơi bóng trong bàn để tăng cảm giác khi đánh bóng xây dựng thói quen luôn khởi động không bóng bằng các động tác riêng biệt ngoài bàn của bộ môn bóng bàn trước khi thực hiện động tác đánh bóng trong bàn trong quá trình thực hiện động tác đánh bóng cần giữ vững nhịp độ đánh và nhịp thở một cách ổn định để tăng độ bền bỉ khi đánh bóng hãy thường xuyên quan sát các bạn có kỹ thuật cơ bản đã tốt để luôn hình dung và học hỏi thêm các kỹ thuật đã được học để không ngừng hoàn thiện kỹ thuật cho bản thân, dụng cụ tăng cảm giác bóng bàn hiệu quả mua ở đâu chính hãng? Shop Nhật Việt chuyên cung cấp dịch vụ mua hộ order dụng cụ tăng cảm giác bóng bàn từ Nhật giá tốt, chính hãng, uy tín 100%. Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và mua hàng nhanh chóng với chất lượng phục vụ tốt nhất. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm bài viết đấu giá Yahoo Nhật là gì? hướng dẫn cách đấu giá Yahoo Nhật từ AZ của shop Nhật Việt để có thêm nhiều sự lựa chọn phù hợp với bản thân và cũng là món quà ý nghĩa cho người thân yêu. Toàn bộ sản phẩm được shop Nhật Việt mang về từ Nhật có biêu chính hãng nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm đặt mua. Chúng tôi phân phối xỉ và lẻ trên toàn quốc. Đảm bảo chất lượng tốt, với giá ưu đãi, có hệ thống giao hàng tận nơi, thanh toán trực tiếp và được kiểm tra trước khi nhận. Chi tiết liên hệ 0983-1315.28 để tham khảo giá và đặt hàng nhanh nhất.